Như vậy với bài lớp 2 của mình cũng làm giống như lớp 1 ha. Khác một chút xíu về dữ liệu thôi chứ cũng cũng vậy. À. Trong cái trường hợp này á, để in cái thông tin khi nhấn số 1. In thông tin mà dùng lệnh print line này thì có kinh nghiệm rồi đúng không? Phải nhớ xây dựng cái phương thức to string. Mấy cái còn lại bình thường. Chỗ này cũng có một cái điểm nhỏ nhỏ, một số bạn không giỏi thì hay bị, tức là khi mà tính VAT nhân với amount, các bạn nhớ amount này là một hàm, thấy không? Một hàm. Thì khi nhân vô thì gọi hàm, gọi phương thức thì phải có ngoặc nha. Nhân amount không ấy là bỏ lỗi. Cái lỗi đấy là thường thường những bạn mà học chưa tốt đó thì hay bị mắc. Đây. Tôi tạo một cái project, tôi đặt tên nó là TE02 nha. Và đây thì tôi không đánh dấu vào cái lớp men nha, không đánh dấu. Bước đầu tiên là tôi sẽ tạo ra cái lớp product. Những bài như thế này thì các bạn nhớ tận dụng mình luyện kỹ năng á. Ví dụ như là private được ha. Rồi string PRD code. PRD name. Name rồi unit price quality. Unique. Plot ha. Này là price. Để tạo getter setter thì bình thường đúng không? Insert. Lúc mà mình chưa điêu luyện thì mình nên nên tạo từng cái nha, tạo từng cái cho nó nhớ. Khi mà đã dành rồi đó thì mình dùng cái insert code cho nó nhanh. Constructor thì default constructor. Ở đây tôi chỉ thiết lập những cái nào thuộc loại đối tượng thôi. Ví dụ như là PRD code thì bằng chữ giống. Name cũng bằng chữ giống. Tại những cái này là kiểu string. String là class. Như vậy có nghĩa là những cái thuộc tính này của mình là object. Object ở dạng chuỗi. Tôi phải thiết lập. Tại vì sao tôi sợ nó bị null. Đúng không? Cái cách làm thì còn mỗi người cách làm khác nhau. Tùy mình. Đây tôi sợ bị null pointer exception. Cho nên chỗ này tôi... hai cái thuộc tính kiểu số, nó là dữ liệu primitive cho nên hiển nhiên nó không khai báo thì nó reset các bit, đương nhiên là nó bằng không đúng không? À, cho nên tôi không đặt. Thế còn bạn nào cẩn thận thì mình thích thì mình list.price mình bằng không thì tùy nha các bạn, tùy ha. Còn đây hiển nhiên tôi biết nó bằng không, tôi không đặt. Đối với cái thứ hai là insert code thì tôi constructor này có các tham số tương ứng với các thuộc tính cần thiết lập đó. Thì đây tôi đánh dấu vào nó tạo cho mình cái constructor with field, và đây thì tôi gọi cái này là constructor with field đó. Như vậy là cũng gần xong rồi đúng không? Đó, nếu mà thao tác tốt thì làm chút xíu à. Get PRD name trả về sản phẩm là chữ in, ok. Đấy thì mình đi tìm cái get PRD name. Mục đích của những cái này là gì? Là người ta muốn chuẩn hóa về dữ liệu các bạn. Tại vì nhập có nhiều người dùng phần mềm, có người gõ chữ thường, có người gõ chữ hoa hết, có người lúc hoa lúc thường. Thế thì xuất nó phải ra một chuẩn chung. Đây là lý do tại sao mình hay thấy có cái vụ này. Cái này đơn giản hơn cái bài lúc nãy, mình chỉ cần gọi cái phương thức của lớp string là xong. Đó.
Với cái yêu cầu chỗ này người ta nói mình set price, tức là chỉ cho nhập số lớn hơn không thôi, thì giá không thể nào mà âm được, không thể bằng không được, đúng không? Nên chỗ này tôi set set price đây. Như vậy chỗ này tôi phải set nếu this chấm price mà lớn hơn không thì gán. Thì đây là cái lỗi mà thói quen các bạn, thói quen khi các bạn lập trình, các bạn quen truy xuất đến thuộc tính của đối tượng hiện tại, mình dis thì mình gõ thành thói quen. Cái đây là cái thói quen nguy hiểm các bạn, lỡ bị dính vào lúc đi tìm lỗi nó mất thời gian, cũng sẽ tìm được thôi. Nếu mình hiểu thì chắc chắn mình tìm được ha. Ở đây là không phải là set cái dis.price lớn không, bởi vì hiện giờ nó chưa có, đúng không? Mà mình set cái tham số này truyền vào nó phải lớn hơn không, cho mình nhớ đừng có gõ dis ở đây nha. Đó. Thầy đã từng thấy có người gõ rồi chính thầy cũng tìm luôn, mất bao nhiêu thời gian nhìn không ra, đúng không? Đó. Ngược lại thì else thì mình in ra thông báo. Cái này in và data invalid. À, cái chữ này thì mình nhớ trong cái yêu cầu người ta kêu xuất cái chữ gì. Có yêu cầu không ta? Không yêu cầu, đúng không? Nếu không yêu cầu thì mình muốn xuất gì thì kệ mình. Ok ha. Tương tự với quality cũng vậy. Nếu quality mà lớn hơn không thì cho thiết lập L. Thì mình đi lên thông báo này là được ha. Và trước khi mình làm tiếp ấy, đến đây thì cũng gần như là sau A còn amount rồi các bạn. Amount thì ở đây tôi viết ở chỗ nào tùy, thường kinh nghiệm mình đứng xuống dưới cùng mình viết public amount. Cái này mình return thôi, return this chấm quality nhân với lại this chấm price. Tương tự với cái VAT return, đây là mình lấy 0.08 được ha, nhân với amount. Đấy, cái này là những bạn mà yếu ấy, là hay bị mắc cái lỗi này, nhớ ha. Mình gọi cái phương thức amount thì mình phải có mở ngoặc, đồng ý không? Đó. Cứ gõ này xong rồi bảo tại sao nó lại báo lỗi. Điều này là thể hiện rằng kiến thức của cái môn PRF 192 á là mình yếu ha. Và thường thì người ta sẽ this chấm. Đó. Một cái nữa ở chỗ này những bạn mà không khá đó, thường là còn yếu ở chỗ này báo lỗi không biết tại sao, đồng ý ha. Vì mặc nhiên các bạn gõ dấu chấm số mà có dấu chấm động á là nó trong ngôn ngữ Java nó tự nhiên nó hiểu cái số đấy của mình là kiểu double, đúng không? 0.08 nó hiểu là double, trong cái hàm mình là float. Ok nha. Trên với trường hợp này á thì các bạn phải casting, nhớ ha. Như vậy chỗ này mình cast, tức là mình yêu cầu nó cho mình biết cái này chuyển về là kiểu float chứ không phải là double. Như vậy là về cơ bản thì gần như xong rồi đúng không? Từ đây đến đây là xong hết rồi. Nhưng ở đây nó còn mắc thêm cái này nè các bạn. Đấy, cái này nó gài mình chỗ này, tức là kêu là in cái print x này ra mà nó ra được cái này, tức là các bạn bắt buộc phải có cái phương thức toString. Lát nữa khi làm xong rồi các bạn phải xóa cái phương thức toString ra. Nếu mà mình không có phương thức đấy mà mình print x này nè, giả sử x là một object của lớp product thì nó sẽ in ra cái tên của cái lớp này, được ha, in ra mã trong bộ nhớ luôn, cho nên là nó sẽ sai nha. Vì vậy chỗ này mình phải phải trong trong gì ta, trong thừa kế
thì nó gọi đây là kỹ thuật override. Đây mình chưa học thực kế thì tạm thời thì mình cứ định nghĩa một cái phương thức là string to string, đúng không? Và trong này thì mình return cái kết quả thôi. Quên mất cái mã rồi, code name unit prime quality amount, đúng không? Cái này là name. Code đúng không? Rồi cái này là name, unit, rồi price, rồi VAT. VAT đúng rồi, đây phải viết chữ hoa hết đó các bạn. À không có, à không có VAT đúng không? Price and quality ở chỗ này. Rồi amount đúng ha. Có hai cách viết, một là chỗ này các bạn viết cái này vô, rồi các bạn tách chỗ này ra, mình cộng cộng đây này, mình cộng với this.prd code đúng ha. Một rồi chỗ này mình cũng xem tách nó làm hai chuỗi nha, rồi mình cộng với cái ở giữa này là this.prd name. Nếu bạn chọn PRD name tức là cái chuỗi nhập cái gì là in cái đó. Tôi muốn in ra cái mà tôi đã chỉnh chữ hoa cơ. Trên chỗ này tôi sẽ gọi get ha, get PRD name. Được ha các bạn? Đó. Thì cách làm như thế này, những cái phần còn lại mình tự làm ha. Còn đây thầy dùng cái cách khác, dùng một cái cách là tôi để cái chuỗi định dạng ở đây chung. Nếu trong trường hợp như thế thì đây là một cái chuỗi định dạng nào. Thì trong tình huống này tôi phải sử dụng cái phương thức format của lớp string. Được ha? Thì cái này chính là cái chuỗi này của mình. Và code này của mình ấy, là mình các bạn muốn là phần trăm S, đúng chưa? Cái này là phần trăm S. Cái unit này cũng là phần trăm S. Mình không giới thiệu, không giới hạn khoảng trống á. Không dạng, không giới hạn chiều dài ấy, thì cái này mình để phần trăm f thôi là đủ. Có này là phần trăm chấm một f, ok ha, tức là một ký số của phần lẻ. Cái này là phần trăm chấm một f, ví dụ vậy. Amount này cũng phần trăm chấm một f. Đằng sau này thì mình về phải rồi, các cái tham số này để cho xuống hàng nha. Ở đây thầy thu cái màn hình chữ nó nhỏ lại chút nha các bạn. Đó, để mình nhìn thấy cái chuỗi này. Nhìn thấy hết cái chuỗi. À. Như vậy chỗ này tôi tham số thứ nhất là this.prd code phải this.prd name phải this.unit rồi phải this.price rồi phải this chấm, nhớ đưa thứ tự đúng ha, chấm quality, rồi phải this chấm amount, được ha. Nhớ amount này chính là một amount, chính là một phương thức nào bắt buộc của bóng ngoặc này, nhớ ha. Những bạn nào không nhớ cái này thì nhớ coi lại. Ủa sao có lỗi gì ta? Public là tầm bậy đúng không? Tại tôi string là đại diện cho abstract, mà đại diện cho abstract thì bắt buộc phải là public. Thì ở chỗ khác mới gọi abstract thì được, đúng không? Mới truy xuất được. À cho nên chỗ này là tầm bậy, đúng không? À, mình nhớ cái này. Modifier quan trọng các bạn. Ok ha. Như vậy là xong được cái yêu cầu để sẽ làm cái này. Bây giờ tôi sẽ làm cái lớp main nha. Lớp men. Như vậy tôi lại sao ạ? À? Cái nào? À, cái này get đúng không? Là này là get, không có nó không ra chữ hoa. Get prd name.
Ok hả? Đó. Là tôi muốn xuất ra theo đúng cái mong muốn kết quả. Ông nhập gì tôi cũng xuất ra chữ in hoa. Đó. Bây giờ mình tạo tiếp cái một cái class tên là men. Nha các bạn, men. Thì trong cái class này ok nha. Trong cái class này thì mình phải nhớ tạo cái hàm men. Thì thường thường nó kêu viết cái hàm lớp men thì mình cứ quên mất mình à có men rồi thôi khỏi cần làm đúng không? Thì không phải nha, tên class khác bắt buộc phải có một cái public static void men. Đó. Thế thì tôi tạo ra một cái đối tượng ha và gán giá trị đây này. Câu này kêu tạo ra đối tượng và dữ liệu thì các bạn muốn thiết lập là gì tùy. Chỗ này tôi dùng product. Product. Tôi tạm gọi là x đi. Sẽ bằng new một cái product và cái tham số tôi sẽ dùng là này. Giả sử code thứ nhất tôi là PRD 00001 tên gọi là rau muống. Được ha, có lung tung đấy ha. Rồi cái này đơn vị tính là kg. Giá tiền, ví dụ trong trường hợp này tôi price là 20.000. Và đây thì tôi giả sử tôi mua số lượng là nửa ký, tức là 0.5. Tại sao nó báo lỗi các bạn? Đây cũng là cái mà mình hay bị chủ quan ấy, thì mình hay bị nó liên quan đến kiểu dữ liệu đúng không? Thì 0.5 chính là double này các bạn. Nếu bạn muốn nhập nửa ký thì chỗ này mình phải ép kiểu là float. Hoặc là mình chỉ định cho cái đằng 0.5 ép đúng không? Để nó hiểu đấy là kiểu float thì tùy nha các bạn. Thì những cái lặt vặt này mình hay bị dính lắm ha. Đó. Thường những người giỏi thì những chuyện đấy người ta sẽ không bị đâu. Chỗ này tôi giả sử nhập 2 ký đi. Đó. Thế sau đó tôi cần tạo ra một cái đối tượng scanner. Scanner là SC này. Sau khi tạo này rồi thì tôi in ra thông báo thôi. Thứ nhất là số 1 lời chép ha các bạn, chép ha lời copy đây tôi paste in ra dòng thứ nhất, in ra dòng thứ hai. Sau khi mà in ra 3 dòng này thì tôi khai báo một cái biến choice bằng sc. Next in được ha, và sau đó cho nó mình set dùng switch thôi, switch cái biến choice. Nếu mà bấm số 1 thì in cái thằng x kia ra, nếu mà 2 in trị giá của sản phẩm. Chỗ này nhớ là amount cho nên x chấm amount rồi break. Trường hợp thứ 3 cập nhật, như vậy chỗ này các bạn phải hãy nhập giá sau đó mình float một cái biến gọi là g đi, sẽ bằng sc chấm next float. Rồi break phải set đúng không? X chấm set set price là giá. Là xong rồi đúng không? Còn này thì mình đừng có cho nó true này ra mà mình bài ví dụ vậy. Chạy nha. Đó. Thế rồi.
À, nó báo chưa có hàm mẹ, chưa có hàm men, chưa có men. Đây, project này does not have a main classes, đúng không? Chưa biết là chạy bắt đầu từ đâu, thì mình nhớ cái vụ này, nhấn nút phải vào cái project rồi property. Ở đây để run này mình chỉ ra cái class của mình. Nếu có backkit thì các bạn phải gõ tên backkit. Ở đây tôi không dùng backkit, tôi để trong default. Cho nên tôi chỉ cần gõ main. Rồi ok. Main này chính là class main chứ không phải hàm main nha. Đó. Bây giờ mình chạy thì nó không báo nữa. Ok. Bây giờ tôi muốn thông tin của product, nhấn số 1. In đúng không? Đó. Cái phần này tôi thu cái nhỏ nhỏ lại nhìn cho nó vừa đủ màn hình. Ở đây in này là dư một cái số không nè các bạn. Trên cái yêu cầu này người ta không có in số lẻ đúng không? Đó. Thì trong trường hợp đấy các bạn kia còn phải sửa cái này lại. Giả sử trường hợp không muốn in số lẻ, ok, không in số lẻ đúng không? Thì tôi ghi chấm không được hả? Hoặc là các bạn chỉ ghi cái phần nguyên thôi. Ở đây ví dụ thầy ghi chấm không đi, tức là không có phần lẻ. Ok, nhìn kỳ kỳ đúng không? Nhấn số 1 đó thì mình thấy nó không in phần lẻ được ha. Rau muống thì viết chữ hòa đó. À, chạy lại nếu mà tôi trị giá nhấn số 2 thì nó báo là 40.000 đó. Nếu mà cập nhật đây mình cố tình mình bấm số 3 này. À, hãy nhập vào giá, ví dụ mình nhập vào 10 âm âm 7.000 thì nó sẽ báo là data incorrect đúng không, hoặc incorrect cái gì đó. Ok nha, đây là bài này thầy đã xuất cái này lên thành cái video để mình tham khảo. Những bạn nào mà vẫn cảm thấy chưa tự tin lắm thì mình tham khảo mình coi.